Xin chào các bạn, hôm nay mình vừa làm xong một món xôi đậu xanh rất là truyền thống của người miền Bắc mình. Và đây là mình làm theo cách truyền thống ạ. Sạt xôi rất là dẻo và bở, đỗ thì rất là bở, nhưng mà nó không hề bị ướt và ăn rất là dẻo và ngon ạ, không bị lát hạt gạo. Bây giờ các bạn cùng vào bếp và làm với mình cách làm xôi truyền thống nhé, xôi đậu xanh nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ món xôi đậu xanh nhé, làm theo cách truyền thống nhé. Trước tiên các bạn ngâm đậu xanh này với cả gạo lếp này. Ngâm gạo lếp thì khoảng 6 tiếng, đậu xanh thì ngâm từ 2 đến 4 tiếng nhé. Và ngâm cho nó lở hạt gạo và hạt đậu xanh là được. Và trước khi ngâm thì các bạn vo sạch đi để cho nó hết cái phần trấu, phần bụi bẩn đi. Và ngâm với một chút xíu muối. Ở đây mình dùng khoảng nửa cân gạo này và 150g đậu xanh này, mình đã ngâm xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần xả nước vào để cho đậu xanh và gạo là hết cái phần nước chua khi mình ngâm ấy. Chứ các bạn đừng vo nó sẽ vỡ hạt gạo và vỡ hạt đậu xanh nhé. Và sau đó mình sẽ mang đi đổ xôi thôi. Và trộn hai này lại về xóc muối và mang đi đổ xôi. Bây giờ các bạn xóc cho mình một chút muối nhé, khoảng một thìa cà phê muối đấy. Và có thể là xóc luôn một ít dầu ăn cũng được. Còn hoặc là tí nữa mình hấp mình cho xong, nhưng cứ cho thêm một ít ở trước ấy, cho khoảng 2 thìa cà phê vào trước ấy. Sau đó các bạn xóc đều đi. Xóc đều lên và mình chuẩn bị một nồi nước đun sôi. Sau đó mình cho vỉ hấp vào để mình hấp gạo nhé. Đây là gạo lếp ạ. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi hấp để đi hấp. Các bạn giảm đều ra nhé, cho có vài lỗ thông thoáng để cho nước nó bốc hơi lên đều ấy. Và làm cho gạo của chúng ta nó không bị chỗ sống chỗ chín nhé. Khoảng 10 phút thì khẩu bung ra một lần và tầm 20 đến 25 phút là xôi chín nhé. Để cho cái 10 phút đậy mở bung một lần này để cho cái hơi nước nó bám trên cái mặt nồi này, nó thoát ra để nó không làm cho nước ngã nhé. Thì hơi nước nó bốc lên cái mặt bung này nhé. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước vào cái bung ra. Và các bạn lại đậy tiếp cho mình. Cần xôi nhẹ, xôi này mình các bạn cất từ 20 đến 25 phút là được. Thường thường mình hấp 20 phút sau mình đảo lại và cho thêm ít dầu ăn và mình hấp thêm 5 phút nữa là 25 phút. Bạn cho mình nhờ thêm một ít dầu ăn nữa vào rồi mình đảo đều lên và hấp thêm 5 phút nữa nhé. Hạt gạo mình được rồi đấy. Mỡ gà thì ngon hơn nhiều ạ. Các bạn không nên đảo nhiều nhé, nó sẽ nát hạt gạo. Để đậy lúc nữa là được rồi. Sau 2-5 phút ấy, mình sẽ kiểm tra nhé. Gạo thì chín rồi các bạn, rất là tơi và dẻo, không bị lát hạt gạo. Đây, các bạn mình để các bạn nhìn thấy nhé, gạo ngon như nào nhé. Đây, hạt gạo chín mềm, đỗ bở như này rồi. Giờ chỉ cho ra để đơn màng thưởng thức thôi. Nhìn rất là tơi, nhìn lại
hạt gạo thì lại dẻo. Đỗ thì bỏ và cho ra đĩa nhé. Đổ ra đĩa này. Chúng ta có một nồi xôi đậu xanh này. Rất ngon ạ. Thật sự là hấp dẫn ạ. Nấu ít như này ấy, thì rất là dễ nấu và cũng nhanh chín đấy. Vì sao nhà mình nấu ít, nhà mình có hai người lớn và một bé nhỏ thôi. Nấu như này nó vừa phải. Khi mà ngâm nó xong thì được khoảng nửa cân gạo. Còn khi trước khi ngâm thì nó chắc cũng chỉ khoảng 300 gram gạo. 100 gram đỗ. Không có một chút nào ướt ở dưới đáy ấy, mà nó rất là tơi và ngon. Hạt gạo thì dẻo, đỗ thì bở. Ra quán mà gọi một đĩa xôi này thì chắc nó phải hết 30 đến 40 nghìn ạ. Mà về ở nhà tự nấu thì chỉ hết khoảng 15 nghìn ạ. Vì ở đây một cân gạo mình nấu được 3 lần. Và đỗ mình mua 15 nghìn cũng nấu được 3 lần ạ. Một cân gạo quê mua khoảng 30 đến 35 nghìn một cân đó. Tùy theo loại gạo. Có loại mình có 25 nghìn thôi ạ. Đấy các bạn, thành phẩm khi mà nấu xong các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ hấp dẫn luôn ạ. Khi ăn thì mình ăn thêm cùng với giò, hay là gọi là chả lụa ấy. Và ít ruốc, ít hành phi. Và giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.